Làng giải trí Hàn Quốc đã có một năm ghi điểm với các bộ phim lãng mạn hay tình cảm gia đình. Giờ đây, điện ảnh Hàn tiếp tục tung ra quân bài chốt năm mang tên Kẻ Săn Mộ. Bộ phim khắc họa hành trình khởi nghiệp của băng trộm mộ cầm đầu bởi chàng trai Đông Gu, Lee Ji-hoon thủ vai. Ghi điểm nhờ cấp cho người xem đầy đủ combo tiếng cười, nhịp đập mạch máu và những cái trố mắt vì bất ngờ. Qua trailer chính thức vừa được ra mắt, khán giả Việt Nam hoàn toàn có thể trông đợi phim sẽ mang đến những trải nghiệm khó quên với những tình huống thót tim hay những tràng cười bể bụng đến từ hành trình truy tìm cổ vật của biệt đội săn mộ chuyên nghiệp. Liệu thiên tài trộm mộ Kang Dong-gu, Lee Ji-hoon và những người đồng đội của mình có hoàn thành được mục tiêu mà họ theo đuổi? Đằng sau những món cổ vật, liệu có ẩn giấu những âm mưu và bí mật động trời? Kho báu mà bao kẻ thèm muốn cuối cùng có thuộc về tay người xứng đáng? Cuộc đua lợi ích, kẻ chiến thắng sau cùng cực kỳ khó đoán. TV Daily đánh giá Kẻ Săn Mộ là bộ phim phiêu lưu, tội phạm độc nhất vô nhị, thổi bay cả virus corona. Trong khi đó, Korea Sportbiz thì cho rằng đây là sự ra đời của một bộ phim phiêu lưu, tội phạm tươi mới và hấp dẫn. Bảo chứng 100% thú vị. Đào bới ra những nụ cười là lời khen ngợi của hankyung.com dành cho phim. Chính thức công chiếu vào ngày 4 tháng 12 năm 2020, Kẻ Săn Mộ là dự án được đầu tư chỉn chu với quy mô lớn. Bối cảnh cổ mộ Seongleum hoành tráng, nơi diễn ra cuộc truy tìm báu vật quan trọng nhất, đã được ekip tái hiện lại bằng 80% kích thước thật ngoài đời. 100 chiếc xe tải chở 5 tấn đất cũng đã được huy động để phục vụ việc dựng bối cảnh phim. Bên cạnh đó, công tác hậu kỳ của phim cũng được trau chuốt tỉ mỉ với nhiều kỹ xảo đặc biệt. Ekip tin tưởng rằng sự tâm huyết của mình sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh mới mẻ và đột phá. Dễ thấy Kẻ Săn Mộ thuộc dạng phim heist, tức một hội gồm những đạo trích tài năng hợp lại để trộm một món đồ đắt giá nào đó. Ở đây chính là băng của nam chính Đông Gu gồm 4 thành viên khác. Bố nuôi là một kẻ đào mộ đã về vườn, em gái Hyeri, Park Se-won có khả năng diễn sâu và điều khiển thiết bị bay từ xa, đào sĩ Im Won-hee với kỹ năng dùng xẻng điêu luyện và Indiana Jones bản Hàn, Yoo Hoo-jin, một chuyên gia cậy mộ. Việc họ tập hợp lại bên nhau hay việc phải đối đầu với ông trùm giới sưu tập Sang-gin, Song Yong-chang, cả việc bên cạnh ông ta còn có hai trợ thủ đắc lực là thư ký Se-hee, Shin Hee-sun và trùm băng đảng Wang Chun, Lee Sung-wook, tất cả đều xoay quanh hai chữ lợi ích. Lợi ích ở đây hiện hữu thông qua những món đồ cổ vô giá, những lăng mộ không ai tìm ra, những di tích nằm vùi dưới lớp đất dày. Vì chúng mà các nhân vật của Kẻ Săn Mộ dẫm đạp lên nhau, không từ thủ đoạn để chiếm hữu chúng về mình. Những phe phái với khối kiến thức siêu phàm, những kỹ năng ưu việt đã dở hết mọi chiêu trò có thể để chạm đến kho báu cuối phim. Thế nhưng chỉ khi xem rồi thì khán giả mới nhận ra đâu là kẻ thắng cuộc sau cùng, vì phần nút thắt lớn của phim nằm ở kế hoạch xa hơn một bước từ nhân vật tỉnh táo và thông thái nhất. Bộ phim đã âm thầm lên án những bộ óc mê muội, chìm đắm trong vật chất mà quên đi phần người bên trong phần mình, từ đó khiến mọi kế hoạch bị đổ vỡ vào phút chót. Và phần lợi ích mà họ từng điên cuồng tranh đoạt, rốt cuộc lại về tay người khác. Bên cạnh yếu tố heist thì phim còn hướng đến dòng character story, tức kiểu phim tập trung vào hành trình xấu xa, phạm pháp hơn là việc phá án của cảnh sát. Nhờ đó mà người xem mới xây dựng được tình cảm với các nhân vật trong băng trộm, thấy được ai mới là kẻ tỉnh, còn ai là kẻ say trong vòng xoay lợi ích. Cuộc chiến giữa một bên có tiền, có quyền, còn một bên có máu liều được thể hiện gay cấn về trí lẫn thể lực, chắc chắn sẽ khiến người xem không thể rời mắt. Bên cạnh đó, tính hài hước của dòng Capital Story cũng được khai thác nhẹ nhàng, vẫn bổ trợ tinh vi cho phần nội dung chính nhưng không cố lấn át nhịp phim giật gân dồn dập, vốn là xương sống của thể loại trinh thám tội phạm. Nam chính sánh ngang Kaito Kid với mớ mánh khóe siêu đẳng. Đặc biệt, tuy là siêu trộm được nhà nhà săn đón với thù lao cao ngất, Dong-gu là một anh chàng cá bơn, rất ít khi nào nghiêm túc và giữ được mồm mép. Người ngoài có thể xem anh là một tên dởm đời, lưu lạc đó đây mà không có tương lai. Thế nhưng chỉ những kẻ trong cuộc mới nhận ra anh chàng là một nhân tài cần phải tranh giành về team bằng mọi giá. Dong-gu là một tên trộm với cái đầu mà cả giới cảnh sát và các tổ chức phải săn đuổi. Thế nhưng mục đích lớn nhất của anh chưa bao giờ là tiền, dù anh rất cần nó. Phải dành lời khen cho nam diễn viên Lee Ji-hoon khi đã thể hiện xuất sắc hình tượng và vai trò của Dong-gu, giúp nhân vật này thành công trở thành tâm điểm giữa hàng tá tuyến nhân vật và câu chuyện chồng chéo. Cho đến tận cuối phim thì sức hút của anh chàng cũng không vơi đi chút nào. Nếu là một phim Hàn chính hiệu thì chắc chắn bạn sẽ yên tâm vì qua những signal, dấu vết, Architecture 101, lớp kiến trúc 101, Ghost Sweepers, làng quỷ ám, Lee Ji-hoon luôn thể hiện sự biến hóa khủng khiếp, nhất là ở mặt biểu cảm,
từ bông đùa sang nghiêm túc hay từ thiện lương sang nguy hiểm chỉ trong một giây ngắn ngủi. Bên cạnh Đông Ngu thì dàn nhân vật của kẻ săn mộ đều gây thiện cảm lớn, ai cũng thể hiện tròn trịa nhân vật của mình. Tiến sĩ Jones, đào sĩ và bóng hồng Sehee là những cái tên tiếp nối Đông Ngu khiến mạch truyện thêm phần lý thú bởi phần thể hiện tính cách đặc sắc mỗi người một vẻ. Dường như ai cũng có một bí ẩn riêng, không cần biết có được khai phá hay không, nhưng đã tài tình làm khán giả bối rối, từ đó chẳng thể lường trước được ai sẽ trở mặt hay ai là người nên tín nhiệm đến sau cùng. Hay ở hồi cuối, khó thuyết phục ở phần đầu. Không phủ nhận việc kẻ săn mộ là một cuộc phiêu lưu số rách, kịch tính vô cùng, thế nhưng hành trình để đi đến màn cướp thế kỷ của phim lại khá nhọc nhằn và chậm rãi. Nếu là một fan ưa thích những đợt sóng cảm xúc dồn dập hệt như Ocean's 11 hay Now You See Me, thì có lẽ kẻ săn mộ sẽ khó làm thỏa mãn bạn. Gần hai hồi phim đầu tiên, phía biên kịch đã dành hẳn để xây dựng các mối quan hệ bạn thù, ngoài ra còn chuẩn bị hành trang và nhân lực đầy đủ để tiến vào vụ trộm oai oăm nhất ở hồi cuối. Các thành viên băng nhóm cũng được đi gom góp từ từ, nhiều âm mưu toan tính chậm chậm nổi lên mặt nước, khiến thời lượng có vẻ dài ra, dù thời lượng phim còn chưa đến 2 tiếng. Phần đầu có thể lê thê nhưng sau cùng, kho báu chỉ dành cho những ai kiên nhẫn nhất. Đích đến của cuộc phiêu lưu mang tên kẻ săn mộ chắc chắn sẽ khiến ai xem cũng nổi da gà vì những cảm xúc bất ngờ nổ lách tách như đốm lửa, chứ không cần phải tạo ra cú nổ chấn động làm chi. Nó hoàn toàn giống với câu tagline trên poster phim rằng coi chừng không khéo bị cướp trái tim đấy. Và băng đạo trích của Đông Gu đã làm được.